Vâng, chào anh chị. Chào các bác. Hôm nay em quay cây kiếm sinh Huế đây. Cây kiếm sinh Huế này thì nó nở quá nhiều lần và quá nhiều người biết đến nó, đúng không? Nghe danh rất là nhiều. Và nhiều người biết đến nó và cũng nhiều người đã sưu tầm được nó rồi. Đấy, nhưng mà nó có một cái form và đặc trưng thì gần như là chẳng có cây nào lẫn được cả, trừ những bác còn chưa biết ấy, thì các bác nên đi xem chứ đừng cứ mua luôn, phải tìm hiểu kỹ và biết được nó như nào thì hãy mua, không thì thôi, mua làm gì, nhầm kiếm xanh thái xong rồi lại hoặc là một số cái cây khác ấy. Xong chơi lan nó không còn được như ngày trước nữa. Chơi là chơi. Ngày trước thì dòng kiếm này nó chưa đắp lên ấy thì nó đơn giản thôi. Mua thì thường sẽ đúng cây và không bị nhầm lẫn. Nhưng mà từ ngày kiếm lên giá nó lên vù từ năm ngoái giờ cuối năm 2018 đến bây giờ tháng 4 năm 2019 thì giá kiếm vẫn lên rất là cao. Rất là cao quá. Mà nhiều khi các bác bán là em cảm nhận là nó cũng có một số người ấy, là đôi khi ở cây nó chẳng phải nhưng mà các bác nhìn giống các bác cũng bảo nó là phải. Đấy, nó kiểu cái kiếm thái thế. Thì hôm nay em sẽ quay video và em sẽ phân tích một chút. Anh em các bác và các bác thì xem để hiểu về nó. Khi mà được nhìn tận hoa, khi nở hoa ra cũng chẳng biết là cây này có phải thật xanh Huế không, hay là nó lại là một cây khác. Đấy, nó kiếm xanh Huế. Còn thì ngoài ra thì cái cây kiếm xanh Huế này người ta gọi rất là nhiều tên. Em không phân tích về nguồn gốc nhưng em nói về cái tên. Cái tên thì nó có cái tên là kiếm xanh Huế này, kiếm vàng Quảng Bình này, kiếm tứ thời. Xanh Huế thì nó có quá lâu rồi. Vàng Quảng Bình thì nó cũng mới có được vài năm đây. Tứ thời cũng thế. Vàng Quảng Bình bởi vì ngày trước là cũng có một cây là nó giống hệt xanh Huế này. Có nghĩa là nuôi trong điều kiện khác ấy, nở hoa giống xanh Huế nhưng mà điều kiện khác, nuôi thì thân lá nó khác một chút. Còn cái tứ thời thì là gọi tứ thời thì nó là do là em chẳng biết ai gọi nhưng mà cũng có thể là do nó nở quanh năm. Nó nở từ nếu mà nuôi một chỗ to tầm 7 8 thân 10 thân ấy thì nó nở từ tháng 2 tháng 3 đến tháng 11 nó mới hết hoa. Chứ chẳng phải là gì cả. Nhưng đây là em chỉ nói về cái bông hoa của nó và thân lá để mọi người các bác đi mua là được nhìn hoa và được biết rằng nó chuẩn là kiếm xanh Huế. Chứ còn đôi khi chẳng phải thì mua rồi chẳng biết sao. Thì hôm nay em cũng dẫn chứng luôn là những cái hình hoa mà một số cái cây ấy mà nó gần giống cây này. Thì đây là em nói về thân lá trước để các bác xem trước. Thân lá thì đây, tổng thể là như này. Thì khi mà nó mới ra mầm ấy thì mầm nó sẽ xanh lét, mầm nó xanh trong luôn. Đây thì của em chẳng có cái mầm nào, chẳng biết phân tích cho các bác có mầm kiểu gì nhưng đây là có hoa thôi. Như em nói chi tiết một chút nhỏ này, là cái mầm đây này, chỗ này là nó xanh lét, nó xanh trong luôn đấy. Đấy, những cái phẩy đây này, cái đầu này xanh trong, không có cái vết tím này. Thường những cái đuôi lá này nó sẽ có vết tím này. Đấy, đây của em là cái cây xanh Huế thì là nó không có vết tím được. Hoặc là kiếm xanh vàng là không có vết tím. Đấy, cứ xanh vàng là không vết tím thì đấy là cái mà mình nhận biết là phải nhận biết đầu tiên. Xong đó thì mình mới nhìn đến thân lá. Nhìn đến thân lá ở đây, cái củ này thì đây, mọi người nhìn ấy, bề ngang của nó thì khoảng tầm độ 5 cm, bề cao của nó thì khoảng tầm 8 cm. Đây là cây củ rất to, lá dựng. Đây, cổ lá này là dựng này, cổ lá dựng. Đấy, nhưng mà cái lá của nó có hơi cái đặc trưng một tí. Đây, nó dựng này, dựng này. Đấy, lên đây, nó hơi võng đây, hơi võng xuống này, xong lại vành lên. Lá này thế này, hơi võng xuống một tí, xong lại vành lên, hơi võng xuống, xong vành lên đây. Đấy thì là, đây cái lá này nhìn rõ hơn này. Đấy, đây này, võng xuống, vành lên. Đấy là đặc trưng của kiếm Huế.
là không có cái bộ lá nào nó kiểu này cả. Có mình thằng kiếm Huế này là như vậy. Thì cái này thì nó ra hoa đấy, thì em cũng nói đấy, cây hoa Huế này chậu to nó ra hoa từ tháng 2 đến tận tháng 11 cơ. Mùa hoa nó dài lắm. Thế nên là cũng được rất là nhiều anh em là rất là yêu thích và đam mê. Thì bây giờ em nói đến cái vấn đề hoa để mọi người đi mua hoa, mọi người nhìn thấy ấy, và mọi người biết rằng là cái cây Huế này không những người ta chơi thân lá đẹp, thân lá cực to đẹp mà còn cả hoa nữa. Thì đây thì em nói cái hoa này, đợi cái video thì nó xanh này thôi, nhưng thực ra hoa nó đang màu vàng, nó xanh vàng ấy, kiểu xanh vàng kiếm Huế mà kiếm gọi kiếm xanh Huế bởi vì là mới nở nó xanh rồi sau nó vàng đấy. Đặc trưng của nó là cái kiểu mặt khuôn hoa này, năm nào nó nở nó cũng vậy. Còn nếu có nghĩa là khi mà chụp nở mà nó như này này, lưỡi đã quăn rồi ấy, là đã nở lâu rồi, nở đã quăn rồi, lưỡi nó rất là bé, nó không như những cây khác. Còn những cái cây kể mới nở ở đây lưỡi nó cũng quăn rồi nhưng mà nó cánh nó ngắn hơn. Thì kiểu đặc trưng này của nó chỉ có Huế nó mới như này, ba cánh đài và hai cánh trên thì hơi xòe trên, và về sau đài vẫn mở ra như này. Những bông này nó bị dừa ong châm nên là trông nó không đẹp. Thì em cũng đưa anh chị xem một số cái dẫn chứng là những cái bông khác ấy, để nó gần giống với bông này mà mọi người phân biệt là nó bị hơi nhầm một chút, là từ xanh Thái sang xanh Huế. Đây, hai bông hoa rất giống nhau, một cây là Thái, cây trong hình điện thoại đây là Thái, còn cái cây ở ngoài thì là cây Huế, cánh rất to giống nhau, rất giống, nhưng mà cái cây Huế này lưỡi nó bé hơn, một lưỡi nó bé hơn, và nó không màu nó vàng đậm hơn, nhưng nó không vàng kiểu như cái cây xanh Thái. Ngoài cái xanh Thái ra nó còn một cây xanh Thái khác. Em sẽ lấy thêm một cái cây xanh Thái nữa. À đây, có cái bông này gần cạnh này, gọi là cái cây vàng Quảng Bình này. Ảnh này là của rất là nhiều người đây, rất nhiều người sử dụng, rất là giống nhau, và nhiều người đã công nhận nó là một, và mọi người vẫn thường gọi là một bởi vì nó rất là giống nhau, từ thân lá cho đến hoa này. Rồi thì ba cánh đài chính, hai cánh đài phụ, rất giống nhau. Bởi vì cái cây Huế này lưỡi nó luôn luôn là bé, so với cái bộ cánh của nó thì nhìn cảm giác lưỡi nó bé hơn một tí. Lưỡi nó bé chứ nó không to như là các loại cây khác. Ví dụ như có một số cái cây mà nó kiểu gần xem nhau ấy, thì mình để ý phát là mình biết ngay là cái cây này là lưỡi nó bé. Cây xanh Huế này lưỡi nó bé này, dù mới nở hay là lưỡi quăn rồi, cánh nó dài đấy, nhưng mà khi mà người ta chụp khum ấy, chụp khum thì trông có vẻ là cánh ngắn hơn. Đây, như cái này bông này trông rất cánh ngắn đẹp, lên bông này cánh dài hơn bởi vì nó nở căng ra rồi. Đây này, góc đấy, còn cái bông này nó khum thì mọi người chụp thì trông nó rất là tròn, nhưng thực ra không phải thế, thực ra là nó cánh nó như này cơ. Như bông này, đấy. Đấy. Thì nó có một số cái khi mà anh chị mua hoa ấy, anh chị cần phải nhận biết được rằng là chính xác là cái cây này cây xanh Huế. Thì nhìn hoa của nó đây, anh chị cứ nhìn hoa. Đôi khi là một số anh em nhìn nở hoa thực tế, nhưng đôi khi nó là cái cây xanh Thái, nó giống lắm, nó rất là giống cái cây Huế này. Đâm ra là một số mọi người là nhìn bản thân nhìn thấy hoa rồi nhưng có khi chọc phải, bởi vì cây xanh Thái này nhiều người phản hồi của em nhận được ấy, là nhiều người ta mua bị nhầm từ xanh Huế sang xanh Thái nên người ta rất là chán. Thực ra thì cũng không phải là do người bán người ta lừa mình hay làm gì cả, mà thực ra là người ta không biết. Khi mà người ta đi mua về, người trước người ta bảo xanh Huế, nhưng mà thực ra hoa giống hệt mà, hoa giống hệt luôn, mà thân lá thì nó
thân lá nó khác nhau, thân lá khác nhau, thân lá nó bé hơn mà nó không được to bằng xanh Huế được. Thân lá nó bé lắm, nó không to bằng này đâu. Như cái củ này nó to khoảng 5 cm, cao khoảng 8. Lá của nó đây, bản lá của nó phải tầm độ 4 cm, và cái mầm nó rất là to đây này. Những cái củ như này, củ nào mà to lắm đấy, thực sự đấy. Chứ khi mà các bác mua mà cái cây mà thân lá nó quá bé, với cái kiểu dáng lá nó không giống dáng lá này thì rất là dễ là không phải, rất là dễ là không phải. Mà củ mầm nó phải to này, đấy nó mới là Huế. Còn xanh Thái nó bé lắm. Còn về độ chia hoa thì cái cây Huế này nó hay bỏ cần, nó chia nó không đều. Đây này, đây này, nó chia đang đoạn này khá là mau, cái này mau hơn này, cái này lại dài hơn này, cái này ngắn hơn này. Đấy, nó lung tung, nó không đều nhau. Nhưng Phan Chí nó chia rất là đều, rất là đẹp. Phan Chí nó là một con trong những cây chia hoa rất là đẹp. Còn Kiều Huế này thì nó chia hoa thì nó không không đẹp. Nhưng bù lại thì cái thân lá nó rất đẹp. Hoa thì quanh năm, nên là rất nhiều người thích nở hoa quanh năm. Khỏe lắm, kiếm đây khỏe lắm ăn. Một củ này nuôi một năm nó phải lên 3 thân. Đấy. Đây là em quay về cái cây kiếm xanh Huế để mọi người nhìn và nhận biết là mua nhầm lẫn, tránh bị nhầm lẫn sang cây xanh Thái. Đấy, còn hoa thì em cũng đã nói rõ chi tiết rồi, lưỡi nó bé. Và cái một cái đặc trưng thì mọi người cố gắng để ý để tìm được những cái cây nó chuẩn, mua cây không bị nhầm lẫn. Cảm ơn anh chị đã xem video. Xin chào các bác.